vãi đấy anh em ạ. Nó vặn cái kia nó vãi rất là nhiều luôn. Và nhiều lắm. Ui ốc bio to để ăn những ốc mùn này. Này gọi là ốc đá nhé mọi người nhá, ốc đá. Ốc đá này, ốc vặn này. To ngon. Bây giờ nhặt bỏ những cái con nhỏ nhỏ với lại rửa sạch đi nhá. Nhặt bỏ những con ốc biêu nhỏ đi, những con như này thì ăn gì? Đó, sạch rồi đấy. Mình phải xin mãi người ta mới cho đấy. Mình lên làm cái món đặc biệt nhé. Nó vẫn là rửa sạch. Ok. Ok nhá. Hôm nay sẽ làm cái món dưa chuột hấp mà hấp. Ốc. Đấy. Ốc anh em mình rửa sạch nhá. Nhặt nó ở đây. Thì nó xem là cái nước của nó ra. Ôi ngọt lắm ấy. À dưa chuột hay không? Ốc cũng ngọt mà dưa chuột cũng ngọt trong thì ăn nó sướng. Đấy, khoét 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 lỗ đi. Bốn con à? Một quả bốn con. Chuyên nghiệp phết anh nhỉ. Em bao nhiêu năm trong nghề à? Không biết dưa chuột thì người ta có vừa phun thuốc không? Ta xin, xin vắng mặt. Quét như này xong rồi bắt đầu nhét con ốc vào nhá mọi người nhá. Sâu xuống đây một tí nữa. Hấp cái nước của con ốc chảy ra quả dưa chuột. Ấy, mọi người không biết mọi người ăn món dưa chuột luộc bao giờ chưa? Rất là ngon nhé. Ăn nó giống kiểu quả đắng lầy ấy ạ. Ốc biêu đấy, không vừa. Thôi ốc biêu bỏ đi thử. Thử trước đã. Quả vàng. Vàng. Ôi, bắt khá là nhiều ốc. Thừa ốc à? Tuyệt vời luôn. Đấy, cho vào hấp nha anh em nhá.
món mới. Hay không anh em? Tuyệt vời, đang thấy không ạ? Thực kê anh em nhớ ơi. Rồi, dưa hấu đã chuyển màu anh em, dưa chuột đã chuyển màu. Ui, chín rồi. Ui, nó hết. Ui, sôi sụp sụp này. Ui, sụp luôn. Sợ, tuyệt vời. Không có tay à? Bỏng. Ừ. Sao tao không thấy bỏng? Tay anh dày hơn. Tay anh tôi luyện mấy chục năm rồi đâu. Mới được nửa đường. Chiến em nó. Ok nha mọi người nhá. Sẽ test thử cái món ốc nhồi. Ốc nhồi dưa chuột. Bỏ cái này ra. Bẻ luôn. Ấy. Còn ốc chín nha. Dưa chuột cũng chín rồi nhá. Đủ nào. Thế là phải mỉ một con này ăn thử xem. Xem món sáng chế của anh có ăn thua không? Ui, con này tối. Tối lắm rồi. Vẫn thế mọi người. Đó. Béo lắm mọi người. Vẫn thế, ốc ăn vẫn còn. Ốc ăn sao? Vẫn thế. Nhưng mà để mà nói là nếu mà đây, ăn ốc ăn thế này. Siêu mình hay ăn ốc thế này cơ. Làm kiểu này lấy ốc càng khó. Nói chung là ăn cái này nó vẫn giống ốc luộc bình thường đấy mọi người ạ. Nó vẫn giữ được nước à? Đứt à? Đứt quá anh ạ. Đứt quá. Úi. Con này à? Đây con ở trong luôn. Ốc mua này nó tan con đấy nhỉ? Tan có con nhỉ? Đấy, đây là kiểu ăn ốc ngày xưa của mình nhá. Của kiểu lúc trẻ con ấy. Ăn là phải cả xiên. Giờ test cái món chính á. Hôm nay là món dưa chuột đây này. Mao đệ cũng bảo là ăn dưa chuột luộc như lạc này. Hôm nay lại luộc với ốc, nước ốc nó chảy ra nữa đấy. Chảy ra rất là nhiều nước luôn. Quả dưa chuột mà luộc đi ăn giống kiểu quả lạc này luộc đấy mọi người ạ. Còn nước ốc nữa. Người ta bảo nhạt như nước ốc. Nhưng mà nước ốc cho thêm gọi là tí mì chính với tí muối vào úp rất là ngon. Mày cắn nhẹ. Đây, em thử phát ăn nguyên miếng nha mọi người nha. Ăn món này là phải ăn như thế này. Ăn từ vỏ ăn vào đến trong. Hả? Ăn như lạc lầy luôn. Không. Phải ăn như này. Đúng lạc lầy luộc mọi người ạ. Ăn mát. Ăn như này này. Ốc với chuột. Ăn đến con ốc lại mì ốc. Đấy. 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 Dạ. Phải thế. Con này nữa.
Đấy, nhét vào đây này. Đấy, thấy không? Bây giờ mình sẽ thử món của Malika cho ngon không nhưng nhảy săn ốc cho mọi người. Nhảy ốc nhét vào các cái lỗ này. Chấm. Ăn đây mới là đúng này. Mất ốc.